di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới đầu tiên của Việt Nam. Gần 400 năm, từ năm 1558 đến năm 1945, Huế đã từng là thủ phủ của 9 đời chú Nguyễn ở đằng trong, là kinh đô của triều đại Tây Sơn, rồi đến kinh đô của quốc gia thống nhất dưới 13 triều vua Nguyễn. Cố đô Huế ngày nay vẫn còn lưu giữ trong lòng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Suốt mấy thế kỷ, bao nhiêu tinh hoa của cả nước được chắt lọc hội tụ về đây, hun đúc cho một nền văn hóa đậm đà bản sắc, để hoàn chỉnh cho một bức cảnh thiên nhiên tuyệt vời, sẵn bầy sông núi hữu tình thơ mộng. Di tích cố đô Huế đã được sánh ngang với các kỳ quan trên thế giới trong danh mục di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Nằm giữa lòng Huế, bên bờ bắc của con sông Hương chảy từ tây sang đông, hệ thống kiến trúc biểu thị cho quyền uy của chế độ tập trung triều Nguyễn vẫn đang sừng sững trước bao biến động của thời gian. Đó là kinh thành Huế, hoàng thành Huế, tử cấm thành Huế, ba tòa thành lồng vào nhau được bố trí đăng đối trên một trục dọc xuyên suốt từ mặt nam ra mặt bắc. Hệ thống thành quách ở đây là một mẫu mực của sự kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa tinh hoa kiến trúc đông và tây, được đặt trong một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú với nhiều yếu tố biểu tượng sẵn có của tự nhiên, đến mức người ta mặc nhiên xem đó là những bộ phận của kinh thành Huế, như núi Ngự Bình, dòng Hương Giang, cồn Giã Viên, cồn Bộc Thanh. Nhìn từ phía ngược lại, những công trình kiến trúc ở đây như hòa lẫn vào thiên nhiên, tạo nên một tiết tấu kỳ diệu khiến người ta quên mất bàn tay con người đã tác động lên nó. Hoàng thành giới hạn bởi một vòng tường gần vuông với mỗi chiều xấp xỉ 600 mét, với 4 cổng ra vào mà độc đáo nhất thường được lấy làm biểu tượng của cố đô. Ngọ Môn chính là khu vực hành chính tối cao của triều Nguyễn. Bên trong hoàng thành, hơi dịch về phía sau là Tử Cấm Thành, nơi ăn ở sinh hoạt của hoàng gia. Xuyên suốt cả ba tòa thành, khi thì lát đá cụ thể, khi thì mang tính ước lệ, con đường thần đạo chạy dọc từ bờ sông Hương, mang trên mình những công trình kiến trúc kỳ quan của kinh thành Huế như Nghinh Lư Đình, Phu Văn Lâu, Kỳ Đài, Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Điện Cần Chánh, Điện Càn Thành, Cung Khôn Thái, Lầu Kiến Trung. Hai bên đường thần đạo này là hàng trăm công trình kiến trúc lớn nhỏ bố trí cân đối đều đặn, đan xen cây cỏ chập chờn khi ẩn khi hiện giữa những màu sắc thiên nhiên, luôn tạo cho con người một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Gần một thế kỷ rưỡi là kinh đô của một triều đại phong kiến với thiết chế chính trị dựa trên nền tảng Nho giáo, lại từng là thủ phủ của Phật giáo một thời. Bên cạnh những kiến trúc cung đình lộng lẫy vàng son, Huế còn lưu giữ hàng trăm ngôi chùa cổ kính an lạc giữa những núi rừng hoang vu, u tịch
các loại hình âm nhạc truyền thống mang tính giải trí tiêu khiển vẫn đang được bảo tồn gần như nguyên vẹn trong lòng thành phố Huế. Vừa qua, điều khiến cho người dân Huế vui mừng nhất là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam dưới sự cố vấn của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã thiết lập hồ sơ đệ trình UNESCO xin công nhận âm nhạc cung đình Huế, nhã nhạc Trường Nguyễn là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Ngày nay, Huế trở thành một thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Cứ mỗi năm, nhân dân Huế lại chào đón ngày lễ hội trọng đại này trong niềm háo hức, mừng vui. Trong ý nghĩa của nhiều người, Huế trở thành thành phố festival gần như là một yếu tố tất yếu, vì ở Huế còn bảo lưu khá điển hình diện mạo một kinh đô của triều đại phong kiến, mà các công trình kiến trúc lại hòa điệu với thiên nhiên, tạo nên những tiết tấu độc đáo. Những lễ hội, những âm nhạc, ẩm thực truyền thống đang được bảo tồn và phát huy phong phú đa dạng. Cấu tạo giữa kiến trúc và cảnh quan làm cho Huế trở thành một thành phố của sự hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và con người. Huế thực hiện được tổng hợp giữa đạo và đời trong kiến trúc, tổng hợp được cổ xưa và hiện đại. Qua đó, cố đô cổ kính chung sống hài hòa với thành phố trẻ. Với một di sản văn hóa vật thể và tinh thần mang ý nghĩa quốc hồn quốc túy của dân tộc, Huế là một hiện tượng văn hóa độc đáo của Việt Nam và thế giới. Di sản Huế đang được bảo tồn rất tốt bởi những nỗ lực không biết mệt mỏi của Đảng bộ và nhân dân, mà trực tiếp là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Ngày 11 tháng 12 năm 93, cả nước hân hoan đón mừng quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngày 7 tháng 11 năm 2003, văn hóa Huế một lần nữa được đăng quang khi âm nhạc cung đình Huế, nhã nhạc Trường Nguyễn được UNESCO vinh danh là danh mục các kiệt tác di sản phi vật thể của nhân loại. Với một công cuộc bảo tồn lớn lao theo những tiêu chuẩn cao nhất của di sản thế giới, kho tàng văn hóa Huế sẽ còn nở rộ những đóa hoa nghệ thuật khác nữa. Huế sẽ mãi mãi được giữ gìn cho Việt Nam và cho thế giới, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Thank you.
Tập thể con ai đang ai tập thể con có rồi.